Đúng 2 ngày cuối tuần, 5 con giáp vận đỏ như son trúng số liên tiếp tiền tỷ nhét chật két. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta đều biết mỗi người nằm trong một cái cung mệnh khác nhau. Có người gặp cái vận hạn ở cái thời điểm này làm ăn thất bát tán gia bại sản. Nhưng lại có người cứ như là được thần tài cho lộc, làm một thì được 10, buôn may bán đắt, tiền của cứ ùn ùn chạy về nhà. Thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời, trở thành đại gia chỉ sau một khắc. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học, thì chúng ta đang ở giữa vũ trụ bao la và cái vận mệnh của mỗi con người đều phụ thuộc rất nhiều vào vị trí cát hung, nó soi chiếu của các vì sao. Từ đó, các bậc thầy tử vi cho thấy 5 con giáp trong 2 ngày cuối tuần sẽ nhận được lộc trời ban, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, cực may, cực đỏ. Từ tiền bạc, công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên thì đều có những cái bước phát triển vô cùng là tốt đẹp. Và nếu như những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội thì chắc chắn sẽ giàu có đổi đời, tiền bạc phủ phê, tiêu xài không bao giờ phải lo nghĩ. Nhưng mà sẽ rất đáng tiếc cho ai nếu như mà bỏ lỡ cái cơ hội hiếm hoi như vậy. Vậy thì đó là những con giáp nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, ngày 11 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch ấy, thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, bước sang 2 cái ngày cuối tuần thì những người tuổi Mùi có thể là gì? Tự tin ngẩng đầu và làm những việc mình đang muốn làm, bởi cái may mắn thần tài cũng đang đứng về phía các bạn. Nói chung ấy, những người tuổi Mùi luôn cố gắng nỗ lực, lại thêm cái sự giúp đỡ của quý nhân nên việc nào cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng mừng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, sự nghiệp thì được nâng đỡ, quý vị cũng sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Việc khó nào thì cũng có người giúp sức. Nhân đà này, quý vị hãy đặt ra những cái mục tiêu, những cái tham vọng cho mình và cố gắng hết sức. Công lao của các bạn cũng sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng. Các bạn sẽ khẳng định được cái vị thế trong tập thể. Bên cạnh đó, trên phương diện tài lộc thì những người tuổi Mùi trong thời gian này thì các bạn cũng sẽ có mối quan hệ khách hàng với đối tác mở rộng nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực thì quý vị hãy tự tin vào bản thân và có những quyết định của mình. Có thể các bạn sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, nhưng mà tiền bạc nó có ào ào chỉ vào túi sẽ khiến cho quý vị cảm thấy công sức của mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng và không hề bị hoang phí. Tuy nhiên, cái sự tự tin và cái năng động không có nghĩa là những người tuổi Mùi có thể hoàn toàn bỏ qua cái việc cất nhắc và đánh giá những rủi ro. Trong cái thời kỳ nó có nhiều cái biến động như hiện nay ấy, thì cái việc quản lý rủi ro là cái chìa khóa giúp duy trì phát triển và có được những thành tựu đấy mà quý vị đang mong muốn. Do đó, những người tuổi Mùi cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi quyết định đầu tư, không nên mù quáng mà theo đuổi cái lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua những cái tín hiệu nó cảnh báo. Cái sự thận trọng và đánh giá đúng đắn cũng sẽ giúp cho các bạn tránh xa những cái bẫy tài chính, từng bước tiến lên những cái vị trí vững chắc trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì cũng có nhiều tin vui. Con giáp này và nửa kia cũng biết bao dung và tha thứ cho nhau trong những cái lỗi lầm. Có khó khăn gì thì hai người cũng cùng nhau gánh vác. Nhờ thế mà các mối quan hệ đôi bên nó ngày càng bền chặt, không có ai có thể chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của quý vị được. Vậy nên, để giữ gìn cái hạnh phúc, gia tăng may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần mang tiếng là cái con giáp nóng tính nhưng thực chất lại là những người tốt bụng, chân thành, hay giúp đỡ những người nghèo và luôn nghĩ đến những người khác. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này sẽ gặp được thiên thời, có nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng và có cơ hội thăng tiến trong vận trình sự nghiệp. Thêm nữa, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, vậy nên nó cũng mang đến nhiều cái dấu hiệu tích cực để có cơ hội được thăng tiến rõ ràng. Còn có nhiều cái cát tinh
nó trợ mệnh nữa, nên là nó cũng sẽ thúc đẩy mọi việc tiến triển được suôn sẻ, hanh thông hơn, đầu xuôi đuôi lọt. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Dần mưu sự lớn nhỏ, cái việc kinh doanh buôn bán. Nói chung ấy thì cũng được tấn tới, được lộc trời ban, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị. Đặc biệt là những ai mà làm trong lĩnh vực về môi giới, tư vấn về bảo hiểm, tài chính, bất động sản v.v. ấy, thì cũng sẽ có một cái thời điểm là khá là bận rộn đấy. Nhưng bù lại, lại thu về được những cái kết quả hoàn toàn xứng đáng. Trong 2 ngày tới đây ấy, thì cái lòng tốt của họ cũng sẽ được đền đáp. Các bạn sẽ nhận được nhiều cái tin vui, khiến cho cuộc sống của các bạn nó ngập tràn trong cái hạnh phúc và niềm vui. Những người tuổi Dần trong 2 ngày tới cũng sẽ nhận được một số tin vui bất ngờ. Chẳng hạn như là có cơ hội tìm được cái công việc như ý đấy. Hoặc là gì? Có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Một số người còn may mắn hơn, có cơ hội được trúng số đổi đời. Đồng thời, các mối quan hệ cá nhân của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng được cải thiện và trở nên hòa hợp hơn với gia đình, với đồng nghiệp, với bạn bè. Hơn nữa, trong thời gian này những người tuổi Dần còn trẻ tuổi cũng nhận được cái của cải bất ngờ khiến cho họ khá là hài lòng. Ở những cái thời điểm này này, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần này, thì cái tài vận của những người tuổi Dần nói chung ấy thì có xu hướng khởi sắc và ổn định hơn trước rất là nhiều. Những người làm công ăn lương thì tiến hành mọi việc được suôn sẻ thuận lợi, có nhiều cơ hội để khẳng định cái năng lực của mình, và quý vị cũng có thể là đề xuất tăng lương đấy, thì dễ dàng cũng được cấp trên đồng ý và phê duyệt. Với những người kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì nói chung ấy, trong thời gian này thu nhập cũng gia tăng đáng kể. Ngoài cái nguồn thu chính, các bạn còn được hưởng cái mức hoa hồng, tiền thưởng đáng kể. Nhìn chung ấy, kinh doanh thì phát đạt, có lộc trời ban, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều trong cái thời gian này ấy, thì đôi khi ấy, nó phát sinh nhiều khoản chi tiêu. Đâm ra là ấy, quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé, cân đối thu chi một cách hợp lý để tránh dẫn tình trạng là trắng tay lúc nào không hay. Vậy nên để bảo vệ cái thành quả của mình cũng như là gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới thứ bảy chủ nhật đúng không ạ, thì đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, chúng ta biết những người tuổi Mão là những người mà rất trung thành và ngay thẳng. Họ rất coi trọng công việc và cái cuộc sống gia đình, lúc nào thì cũng muốn là được cân bằng giữa hai cái lĩnh vực này thật tốt. Là con giáp gặp may mắn trong 2 ngày tới đây, cái sự nghiêm túc của những người tuổi Mão cũng sẽ dễ được khen thưởng. Bên cạnh đó, thần tài cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mão mở rộng các mối quan hệ. Đấy, ở trong giai đoạn này, mở ra một cái giai đoạn được suôn sẻ và mọi việc sẽ diễn ra được như ý muốn. Cả cuộc sống, công việc, đấy, nói chung đấy, những người tuổi Mão đều được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, đôi khi còn có cơ hội được thăng chức tăng lương nữa. Những người tuổi Mão cũng được dự đoán là sẽ đạt được những cái bước tiến lớn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Vận khí thì ít họa nhiều phúc. Dù theo đuổi cái ngành nghề nào thì cũng dễ dàng giành được cái sự thăng tiến đó. Bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa. Vậy nên công việc nó tiến triển thuận lợi, cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng được thì thu được cái kết quả như ý. Cái thành quả đạt được cũng xứng đáng với công sức mà các bạn bỏ ra. Thì đây cũng là một cái thời điểm thích hợp để quý vị có thể ký kết hợp đồng, tiến hành cái giao dịch quan trọng. Tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cao. Còn những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư đấy, thì có thể mạnh dạn hơn triển khai những dự án lớn. Nói chung ấy, mọi điều cũng sẽ được thành công tốt đẹp. Nhưng quý vị cũng nên nhớ, làm gì thì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể. Nói chung ấy, cái thời điểm 2 ngày cuối tuần này là một cái thời điểm đặc biệt trong năm, có thể đặt một cái nền móng vững chắc chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Bên cạnh đó, trong thời gian này quý vị cũng không nên tiến hành các kế hoạch một cách mù quáng, kẻo lại dễ nhận lấy những thất bại. Thì đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Mão ấy cũng khá là vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó thì cũng có thể là nâng cao cái giá trị của mình khi mà có thêm cái sự hậu thuẫn của quý nhân giúp đỡ. Nếu có cơ hội được tham gia vào những cái buổi hội họp tụ tập hoặc là gì, hội thảo hoặc là công tác ấy, thì các bạn nên nhiệt tình nhận cái nhiệm vụ, bởi đó là cái môi trường để quý vị có thể gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ đường dẫn lối đấy. Và
ban cho nhiều cái kinh nghiệm quý giá. Đồng thời, cái hiệu quả công việc của họ cũng sẽ được nâng cao và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ và đạt được những thành quả nhất định. Về mặt gia đình thì những người tuổi Mão sẽ sống khá là hòa thuận với gia đình và tận hưởng cái sự ấm áp, hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Hơn nữa, các bạn cũng sẽ có cơ hội được có được cái sự giàu có một cách bất ngờ. Điều này nó mang lại cho các bạn và những người thân ấy cái sự vui vẻ, phấn khởi và có những giấc ngủ ngon hơn, không còn phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 2 ngày cuối tuần thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần thì cái thời vận tài lộc của những người tuổi Tỵ cũng sẽ vô cùng được thịnh vượng, vạn sự như ý. Ở thời điểm này, các bạn cần sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội và chủ động trong cái việc giải quyết các rắc rối. Như vậy thì mới chứng minh được bản thân, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Đầu tiên thì phải kể đến cái phương diện sự nghiệp. Thì dưới cái sự chiếu sáng của quý nhân, soi đường chỉ lối cũng như là cái cát tinh nó hỗ trợ, thì những người tuổi Tỵ có thể đạt được những cái thành quả ấn tượng trong cái sự nghiệp và học tập. Với một nền tảng sự nghiệp vô cùng là vững chắc, những người tuổi Tỵ đang đứng trước cái ngưỡng cửa của cơ hội đột phá nổi bật. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể thực hiện được cái khả năng của mình khi mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, thậm chí còn là những người dẫn đường cho cả tập thể nữa. Quý vị hãy giữ vững cái phong độ của mình, đấy, thì quý vị cũng sẽ có cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn hoặc là được giao cho những cái trọng trách quan trọng. Thì ngoài ra, cái mối quan hệ giữa các cá nhân của các bạn ấy thì cũng khá là hòa hợp. Các bạn có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ những người thân yêu, từ quý nhân để rút ngắn cái chặng đường đến cái thành công của mình. Thì nhìn chung ấy, cái chìa khóa thành công trong thời gian này cũng chính là cái việc các bạn tiếp tục duy trì cái sự kiên nhẫn, cái sự bền bỉ. Bởi những cái phẩm chất đó, các bạn sẽ thu được những cái thành quả không chỉ là vượt trội mà còn tạo ra cái tiền đề cho sự phát triển lâu dài nữa. Nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ cũng được khởi sắc đáng kể. Những cái thành tích tốt trong công việc cũng sẽ giúp các bạn nhận được những cái khoản hoa hồng, cái thưởng nóng, thậm chí là có người còn được tăng lương, đảm bảo cái tương lai được ổn định hơn. Với những người làm kinh tế thì các bạn khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường, nên ấy là khách hàng cũng ngày một đông đúc và không lo bị đối thủ cạnh tranh. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 32 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, ngày 11 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, trong 2 ngày tới thì những người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ trở thành một trong những con giáp cực kỳ là ăn đậm đấy. Bản mệnh đang bước vào một cái giai đoạn đầy hứa hẹn và thử thách với nhiều cái tiềm năng để mà phát triển. Trên phương diện sự nghiệp thì dưới sự nâng đỡ của các cát tinh mà những người tuổi Ngọ sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người thì sẵn sàng giúp đỡ khi mà cần thiết trong công việc. Nói chung ấy, lúc nào cũng sẽ được thuận lợi và tiến triển được suôn sẻ như ý. Các mối quan hệ này còn rất có lợi cho công việc kinh doanh buôn bán, nên quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này thật chắc nhé. Bên cạnh đó, thời gian này thì các bạn cũng giống như là cá gặp nước, cơ hội thăng tiến, tăng lương nó nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, khi mà gặt hái được thành công thì các bạn cũng cần phải khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên khoe khoang hoặc là tự phụ mà lại gặp những cái rắc rối khôn lường. Thêm nữa, cái chuyện làm ăn thì cũng có những cái tiến triển khá là tích cực. Các bạn chăm chỉ, cẩn mẫn, làm việc ngay cả khi mà mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi. Nên là tiền bạc nó trở về túi cũng sẽ nhiều hơn những người khác. Nói chung đây cũng là cái cơ hội để ký kết được những cái hợp đồng với đối tác đầy triển vọng và mở rộng cái quy mô kinh doanh. Các bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố nhân lực, vật lực để nắm bắt thật chắc cái cơ hội này. Thì đây cũng là cái thời điểm
mà quý vị cũng có nhiều cơ hội để thể hiện cái khả năng phi thường của bản thân và phát triển cái sự nghiệp của mình, miễn là các bạn lựa chọn cách tiếp cận sáng suốt và bền vững. Dù vậy thì cái vận khí, cái cuộc đời nó cũng thăng trầm bất định, dù trong cái tốt thì vẫn tiềm tàng những nguy cơ. Vì vậy mà các bạn cũng cần phải là gì? Hết sức cẩn thận. Làm gì cũng cần phải nhìn trước ngó sau, tránh hành động theo cái cảm tính, kẻo có thể gặp phải những rắc rối bất ngờ, đúng không? Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm thì cũng có nhiều cái điểm sáng, đào hoa thì được dìm nở rộ. Nên là những người độc thân cũng sẽ dễ nhận được cái sự chú ý hoặc là lời bày tỏ, làm quen của những người xung quanh. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải thận trọng trong việc đưa ra quyết định, tránh để mình vướng vào những cái mối quan hệ phức tạp ngoài luồng. Đó. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc đang có của mình và tăng cường cái vận nhân duyên cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Trong 2 ngày tới thì sẽ có 5 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Tỵ, 5 tuổi Ngọ. Đây là 5 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang, sắm nhà tậu xe trong 2 ngày cuối tuần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.